Người yêu cũ đi cùng người yêu mới. Hot. Rất là hấp dẫn đúng không mà. Bimax có vẻ rất là rành về cái có vẻ có rất là nhiều nỗi niềm sẽ chia sẻ. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu với câu chuyện đầu tiên. Xin mời. Đi ăn chè, thấy người yêu cũ, đứng dậy đi về và bỏ phí ly chè. Ai vậy? Ai có tâm hồn ăn uống giống tôi quá vậy? Oh wow, thiệt là xì tin. Xì tin thiệt mà, tại vì đó là mối tình đầu. Năm đó chắc cũng cỡ 22 tuổi. Cái đây là cái câu chuyện mà Phương vừa thấy mắc cười mà vừa thấy nhớ nhất. Thực tế một điều rằng là Phương với lại người yêu cũ của Phương quen nhau chắc cũng 2 năm mấy, gần 3 năm thì chia tay. Mà chia tay với một lý do mà thiệt bản thân mình cũng cảm thấy rất khó chịu luôn á. Là anh ấy chia tay là bởi vì anh nói rằng là anh đến một cái giai đoạn tự nhiên anh muốn quậy, anh muốn chơi, kiểu như quen với mình là phải như vậy rõ ràng đâu đó, mà anh sợ là mình tổn thương cho nên là bây giờ anh phải chia tay, chứ nếu mà quen tiếp thì anh sẽ làm mình buồn. Mình lúc đó thực sự mình nghe mình cái xạo quá à, không thể nào mà có chuyện đó được, cái kiểu như vậy luôn á. Và cũng thẳng thắn á chị, nhưng mà lúc đó mình không có tin mình không có tin được. Thì sau đó luôn, tức là Phương giận, Phương vô lớp học. Và khi Mưa giận như vậy, khi mỗi ngày bạn mua một ổ bánh mì với ly trà đá, bạn để kế bên Phương, ngày nào cũng vậy luôn á. Mà cả lớp vẫn không biết rằng là Phương với bạn ấy đã chia tay rồi. Rồi một ngày nọ mình đi thu âm thì bạn ấy có những người bạn cũng dễ thương lắm, lâu lâu chọt một 2-3 câu cho mình nghe chơi đó. Trời ơi, hôm qua thấy ổng chở đó mà tôi tưởng chở bà. Đó. Bạn tốt. Wow. Mình nghe manh nha rồi. Là bắt đầu mình liên tưởng đến một cái nhân vật đó rồi, và Phương cũng biết về cái nhân vật đó. Rồi thế là một ngày nọ sau khi đi diễn xong thì Phương với lại mấy người bạn nữa đi ăn chè ở đâu trên đường Lê Hồng Phong, thì đang chuẩn bị vô ăn rất ngon lành thì tự nhiên cái con bé trong nhóm: "Ủa chị, hình như ông Ngọc ngồi bàn kế bên á, mà như ông đi với chị đó đó." Cái tự nhiên cái cảm giác nó kỳ lắm, tại vì mình vẫn chưa tiếp nhận cái gì hết và người đó vẫn đang tốt với mình. Tức là không mấy, chỉ có mình biết là đã chia tay nhưng mà mọi người vẫn không biết, và người đó vẫn cứ chăm sóc mình như vậy luôn. Cái một cái cảm giác gì đó nó rần rần những người không có diễn tả được. Cái là cũng ăn 1-2 miếng xong rồi đứng dậy đi ra, đi thẳng qua cái bàn đó luôn, ngồi xuống. Anh ấy đang không ngồi, anh ấy đang ngồi với lại bạn đó, với lại chị của anh ấy. "Em chào anh." "Chào chị." "Hello bạn." "Em đi về." Nó lì chè mày đắng. Rồi tức là mình nghĩ là mình phải chào để cho mình thấy. Xong rồi trên đường về là bắt đầu khóc, khóc quá rồi khóc luôn. Rồi anh ấy gọi điện liên tục, gọi điện mà không nghe máy, cúp máy luôn, gọi điện không nghe máy, cúp máy luôn. Về đến nhà chắc cũng phải thấy 10 mấy 20 cuộc á. Bắt đầu mới nói chuyện là tại sao lại như vậy, em không chấp nhận được. Nói chung là nói tùm lum hết, mà đến mức độ sau này luôn. Mà khi Phương gặp bạn gái của người yêu cũ của Phương, cái bạn đó vẫn bị khó chịu với Phương ở chỗ là cứ cảm giác là người kia vẫn còn thương mình á. Và bạn có một người nói với Phương là bạn còn hỏi rằng có phải là anh vẫn còn thương bạn gái cũ của anh không, cái kiểu như vậy. Nhưng mà Phương nhớ cái ấn tượng lúc đó là mình cứ phải gồng mình để mình qua chào cho biết vậy đó. Ủa sao lúc đó mình không có ngồi xuống luôn để mình nói chuyện luôn hay như thế nào? Tại vì bụng đúng hết tay chân, ngồi cái gì bụng chào cho lẹ đi về. Chào chứ trời rảnh dễ sợ luôn á. Tại điểm nhấn á, tại biết mình thấy rồi. Lúc đó tại vì lúc đó là mình chỉ nghĩ là mình ráng được tới đó thôi, chứ mình không ráng được tới lúc mà ngồi ăn chung đâu. Nên là thôi chào xong một cái là đi về cho lẹ. Coi như lúc đó thấy rần dữ lắm mà bụng rụng hết rồi. Thế còn các bạn nam sao? Các bạn nam có bao giờ là đang dẫn người yêu hiện tại của mình đi ăn xong mới gặp người yêu cũ cũng ăn chung một quán thì như thế nào? Em nghĩ là Bi là gặp nhiều lắm. Em vào Sài Gòn thì cũng có rất ít bạn, và Bi là thằng thân nhất. Thì mỗi lần mà Bi gọi em ra nói chuyện thì Bi thường khóc và nói rằng là "Ta buồn quá mày ơi", thì hôm nay em muốn là Bi sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết là những cái trường hợp mà Bi đã gặp phải. Trời ơi, đúng rồi, không, bạn thân nó khác ha. Chắc là sau đêm nay hết là bạn luôn á. Thì mình hơi khó chịu chút xíu đúng không? Mình có một chút gì đó, nó có cái luồng suy nghĩ là xui lắm ấy. Không biết ngay cái ngày đó đi vô ngay cái quán ốc mà hai đứa thích ăn thì vô gặp 4 người gặp nhau một lúc. 4 người là 2 cặp. Thì đó là cặp đây với cặp bên kia đụng nhau. Mà có cái bà bán ngốc mới dễ thương. Bà bán ngốc tại vì hồi đó hai đứa làm mối đó, ví dụ như là kêu dĩa bên đây 3 cái con ngốc tỏi là bên kia cũng 3 ngót tỏi, là để ra vậy đó. Là món y chang nhau luôn. Mà mình ăn mà mình nhìn thằng kia nói: "Mày ăn đồ của tao hồi đó nha mày." Không, ý đang nói đồ ăn hay là nói cái nói ốc? Em nói ốc à? Ốc nó cũng ngậm ngùi lắm anh à ha. Cảm ơn mày ha. Lúc đấy thì em cũng có khuyên Bi một điều rằng là sau khi chia tay người yêu thì đừng bao giờ đi ăn ở những cái quán mà mày đã dẫn người yêu đến chỗ đấy ăn. bây giờ đi ăn quán khác, kiếm quán khác, đúng rồi, mới đúng không? Nói chung là khá thú vị đây. Ngày hôm nay các bạn chúng ta có nhiều điều để nói. Cảm ơn câu chuyện của chị Mai Phương à. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Ê mấy đứa, tôi vừa gặp người yêu cũ nè. Ủa có vẻ tự hào vui vẻ quá ta. À anh cũng đoán vậy. Câu chuyện vừa rồi là của em. Thì hôm đó là em có hẹn đi ăn với lại một đám bạn thân của em á. À là quán ăn. Dạ, xong rồi ăn một lúc, nói chuyện một lúc. Xong cái em mới đi ra ngoài, em tính đi lấy thêm đồ ăn. Tại đi ăn buffet. Cái quầy ăn thì nó gần cái cửa ra vào á. Xong cái em vừa ra ngoài là thấy bạn cũ với lại bạn mới. Thì em gấp gần đó, thì em gấp quay. Ủa? Kìa thôi. Ủa sao cái này người yêu cũ? Cái em bị đơ á. Tại vì bạn nó cũng thấy mà. Ủa là em ủa cái xong rồi em đơ hả? Em ủa trong bụng lắm luôn á. Anh bảo là em ủa trong bụng. Ủa mà anh tưởng bạn ủa. Anh nghĩ đừng có chuyện thôi, anh không biết chuyện sao. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mẹ cầm ủa em. Sao anh nghĩ sao mẹ. Cái xong rồi em nói chết rồi. Cái em đơ. Có thấy em không? Thấy chứ. Người ta lơ em luôn. Chào. Thì bạn đó chào trước, nó nói ủa em đi ăn đây hả? Cái nói dạ dạ em đi ăn với mấy bạn ở đây. Anh cũng đi ăn đây hả? À, chỗ này ngon. Chị mày hả? Chị xã giao. Không biết nói cái gì nữa. Dạ không biết nói gì á. Nói hai ba câu vậy thôi. Cái nói dạ thôi mấy bạn em ngồi trong đợi thôi em đi vô nha. Thì em mới đi vô. Em vừa xà cái đĩa đồ ăn xuống. Trời đất ơi, ơi tụi bay tôi mới gặp ổng ngoài kia kìa. Xong rồi ổng thì với nhỏ mới này nọ nọ đó. Em nói trời nãy đô, đúng đô luôn, nãy không biết làm sao luôn á. Ê phải chi hồi nãy hả là lại chào hỏi bạn gái này nọ ha. Ê như vậy có bị bất lịch sự không? Tiện nói đơ đơ vài câu cái đi vô có sao không? Cái mấy bạn hỏi là nhỏ đó xinh không? Thì em nói là thì xinh thua tao. Em nghĩ là không nên hỏi cái câu sao. Anh cũng tin vậy, anh tin sai quá. Không, nhưng mà các bạn nữ là thường các bạn nữ có bao giờ bàn về người yêu cũ của mình cùng với lại hội bạn của mình không? Đôi khi đâm ra bất chợt gặp. Bàn nhiều lắm anh. Có chứ. Nó xấu đúng không? Rất nhiều. Xấu cũng có mà tốt cũng có. Nhiều. Là sau khi chia tay á hả? Sau khi chia tay mà trong lúc quen cũng nói nữa. Các bạn nam thấy sao ạ? À? Em chỉ thích cái bụi trong bụng thôi. Vậy thì lỡ như bây giờ nè, đang ở một cái chỗ mà thanh thiên bạch nhật như thế này mà mình gặp người yêu cũ của mình đang đi với người yêu mới thì mình nên xử lý như thế nào? Chào một cái rồi mình đi thôi. Nhưng mà có cái đợt là em gặp ở ngoài Phúc Long á, là em đang chở bạn gái em đúng không? Thì bạn gái cũ em ngồi trên lầu nhìn xuống kêu là ghi, nhìn lên sẽ hết hồn. Bạn gái mới em biết. Xong cái đó hồi đang đi cái bạn gái em kiểu chồm lên ai nhở, ai nhở. Em có nghĩa là em đơ luôn. Bạn người yêu. Rất là dễ thương. Đây là những tình rất là oái ông đúng không? Và hai câu chuyện ở trong quán ăn rồi. Không biết là câu chuyện thứ ba sẽ như thế nào. Xin mời câu chuyện thứ ba. Này crush ơi, hãy cho tôi mượn bàn tay, mượn rồi chẳng trả. Thật là lời quá. Câu chuyện này của ai vậy? À thật ra thì câu chuyện này là của Misa. Xin chào mọi người. Câu chuyện mà đi ngoài đường mà gặp người yêu cũ đi với người yêu mới thì chắc là riêng một mình em là phải cho em một số, em kể từ đầu đến cuối 1001 câu chuyện đã từng xảy ra với em trong tình huống này. Chứng tỏ quá nhiều người yêu. Không phải, Misa chỉ có 4 người yêu thôi, nhưng mà 4 người yêu cũ Misa thì lại có quá nhiều người yêu mới. Cho nên là lúc nào đi cũng gặp, mỗi lần gặp là một người mới. Không, nhưng mà Misa em phải kể là sau khi chia tay ấy, cái người đầu tiên ấy, thì tại vì lúc đó là cái cảm xúc mình nó còn. Còn sau đó là nó hết cảm xúc, có gặp cũng như bạn thôi, bình thường. Đâu có đâu không Misa, lúc nào cũng có cảm xúc. Mỗi lần gặp cảm xúc gào dạt kiểu vậy đó hả? Mỗi lần gặp nó là một cái tình huống mà em nói là rất là nhiều thứ kịch tính. Thì cái câu chuyện này của em là cái câu chuyện mà em cảm thấy là dễ thương nhất trong những cái câu chuyện mà em đã từng gặp người yêu cũ đi với người mới. Thì đó là cái lần mà em chia tay với người yêu đầu tiên. Xong thời gian thế là ngày hôm đó em với lại một nhóm bạn đi chơi trên đường. Thì em nhìn sang quán cà phê bên kia em thấy là bạn cũ đang ngồi với người mới bên đó. Mà em nói thiệt là trời ơi không biết sao ăn ở tốt chị. Người ta hay nói cái câu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó là chính xác. Bởi vì trong nhóm bạn của em đang đi là trong nhóm bạn nó có crush, bên kia là người yêu cũ đang ngồi với người mới. Thì giờ làm sao giờ em tiện thể em quay xe nói với crush để kiếm chuyện luôn. Bên kia là người yêu cũ tớ đang ngồi với người mới, tớ bị buồn quá không biết làm sao, hay là bây giờ cậu cho tớ mượn tay đi, nắm tay cậu để coi như là xuất sắc. Giống như là cậu là người yêu mới của tớ để rồi mình đi ngang qua mặt nó nha. Tả thính xuất sắc em. Tả thính xuất sắc. Cá mập. Mà đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó nó thiên thời địa lợi nhân hòa mà chị, quá đẹp luôn. Chứ gặp thời của chị đâu không ai để nắm hết. Em đi ngang qua xong em bạn kia, xong bạn kia bạn cũng hiền nữa. Em nghĩ là nhiều khi em thử hỏi vậy thôi, tại vì em nghĩ là có nhiều người con trai họ sẽ không dám. Bạn cứ ủa vậy hả? Mà em cũng buồn lắm, thật sự là giúp đỡ, đi giúp đỡ đang rất là buồn. Và nó là nhớ nha. Rồi em nắm tay bạn đó đi lướt ngang qua bên kia. Xong rồi em với bạn rất xấu quen nhau. Cái này mình bắt trước được. À, nếu mà đang đi chung với lại các bạn nữ nào đó tự nhiên là em có thể cho nắm tay không? Em buồn quá. Buồn quá em ơi. Em có biết không? Người đó ngày xưa anh yêu người đó dữ lắm. Sến Bảo ơi. Bỏ đi. Rồi cuối cùng là quen đúng không? Là thành đúng không? Quen tới 3 năm rồi, đó là mối tình đẹp nhất luôn. À. Đôi khi là thấy người yêu cũ đi với lại người mới của họ cũng có cái hay ha. Cái tự nhiên mình có người yêu mới luôn. Đó là hợp lý. Câu chuyện thứ tư. Oh wow. Cô vợ chạy tới ôm chặt tay chồng, kiêu hãnh cười duyên nhẹ lướt qua. Thì nhiên thấy vợ chồng tôi thấy căng như vậy luôn. À là lấy luôn rồi đó hả? Chia tay là lấy vợ luôn hả? Chuyện sao? Của ai? À, câu chuyện này là của Nhã. Nếu mà mọi người đã xem những cái số trước á, thì có thể nói đây là một cái câu chuyện tiếp theo của cái câu chuyện mà Nhã đã kể rồi. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra cái lúc này á, là Nhã đã qua một thời gian khoảng 4-5 năm và Nhã không liên lạc với người ta. Và bởi vì Nhã nghĩ là ai cũng có một cái cuộc sống riêng rồi thì nên để cho mọi thứ nó lắng xuống. Thì đó là trong một cái sự kiện lớn và có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ tới đó. Thì lúc đó thì em bước chân trên thảm đỏ em đi thì vô tình là em thấy ý ảnh kia. Thì ảnh đang đứng ở bên hông thôi. Ôi có cả ba mẹ anh ấy nữa. Ôi có cả chị gái anh ấy nữa. Thôi thì em đi thì em chỉ cười thôi. Thì lúc đó từ đâu xẹt qua chạy ngang một phát. Ai vậy trời, là cái cô vợ của ảnh chạy ngang qua, chạy ôm chầm lấy tay ảnh, ôm chặt cứng luôn. Xong rồi liếc em. Mình cũng vẫn bước đi và mình cười duyên, đi nhẹ nói khẽ và cười duyên. Vậy thôi. Đúng tại rồi. Hết yêu rồi nên ca sĩ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi, nhưng mà cái cảm giác của Nhã lúc đó là Nhã cảm thấy là tại sao phụ nữ lại phải như vậy? Rất là đáng thương. Không, bà không nghĩ phụ nữ không đâu, bà nghĩ là đàn ông cũng có những người. Tại vì trong một cái giờ phút này họ không làm chủ được mình đâu. Yêu là nó như vậy. Tại sao phải như vậy? Tại vì thật ra cái mối tình đó là cô ấy đã cố giành được anh ấy rồi. Đã thành vợ chồng rồi thì không việc gì lại tới lúc này mà còn phải cố gắng như vậy. Chị thông cảm chứ, tại vì cố giành nó mới là cái khó đó. Giống như là cái câu chuyện mà chị vừa kể ngồi ăn chè thì sau đó cái bạn gái mới của người yêu của chị rất là ngại gặp chị. Đến về sau này khi chị đã có người yêu mới rồi, vô tình gặp nhau trong một cái club thì tự nhiên mặt bạn sượng chân luôn. Và chị cúi đầu xuống, chị nhìn ở dưới gầm bàn thì thấy bạn trai cũ của chị khẽ lòn cái tay qua nắm như trấn an vậy đó. Đó là khi mà người ta đã bị một cái tâm thế rằng người ta thua hoặc là đúng rồi nhưng mà trong cái trường hợp em đang thấy ở đó là em thấy thương phụ nữ chứ em không cảm thấy thấy gì hết. Em cảm thấy thương phụ nữ và em nghĩ là phụ nữ có lẽ là mình nên bên vực nhau và thương yêu nhau nhiều hơn. Khó lắm. Em nghĩ vậy. Nhưng mà không bao giờ mình không có nên cố gắng. Tức là lúc đó thực ra em đi nhẹ nói khẽ cười duyên là để cho bạn ấy đừng quê thôi. Để em đi luôn. Em không. Sao chị không nghĩ là bạn kia bạn nó cố giành giật từ chị thì lúc đó chị phải hốc mạnh lên chị nói đấy. Hình thái lên. Không phải ai cũng như em đâu Misa hả? Mà cái tâm thế nó lạ lắm nha. Tức là khi mà Nhã mà như vậy á thì bạn kia sợ, nhưng mà nếu mà Nhã làm cái hành động đó không chừng bạn kia lại phản ứng kiểu khác. Không, Nhã là theo kiểu là thôi con gái nhường nhau. Thôi con gái nhường nhau luôn. Wow. Wow. Đàn ông chúng ta thiệt là không đâu Bảo biết không, vấn đề quan trọng không phải là con gái với nhau mà quan trọng là người đàn ông. Họ đã chọn cái nào thì cái quyền đó là của họ rồi. Nhã không bao giờ Nhã giành. Anh thấy Vân nãy giờ cũng trầm mặc lắm. Vân như là có chuyện gì không Vân? Trong suốt cái khoảng thời gian mà biết yêu á, lần hồi xưa thì em nhớ là đúng mùng 1 Tết luôn. Lúc đó cãi nhau xong rồi vừa mới chia tay luôn. Chia tay ngay ngày hôm đó thì lúc đó trong đầu chị nghĩ là giận nhau rồi chia tay, nói chia tay vậy thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu cái tối ngay ngày hôm đó luôn, bạn thân của em chở em đi chơi về buổi khuya 11 giờ đi qua cái quán nhậu. Cái tự nhiên cái trong lòng mình nó cảm thấy là ủa sao có cái gì nó khó chịu quá. Cái xong mới nói đùa với bạn: ê trời ơi, nhiều khi đi tới cái quán này quán ăn này á, là tự nhiên thấy cái anh đó lỡ đâu ổng ngồi với ai thì sao, thôi mày quẹo đi cho tao coi thử. Chỗ mà ai ngờ thấy thiệt. Thôi mày quẹo đi cho tao coi. Cảm giác mày thua nha. Quẹo qua cái xong rồi mà gọi là đắng cay. Cái là ảnh đi với lại người yêu cũ của ảnh. Và cái người đó là cái người là gây ra cái chuyện mà cãi nhau giữa em với ảnh rất là nhiều. Tại vì thấy cái người yêu cũ đi với người yêu cũ. Lúc đó là thấy hai người đang quàng tay nữa. Quàng tay nhau nữa, quàng vai nhau, mà giống như là trong một ngày đó thôi nha. Chưa kịp nói chuyện với em mà đã như vậy. Cái sau em kêu chạy trượt qua rồi, cái em kêu ê mày lùi lại đi, mày lùi đúng cái chỗ cái bàn của ảnh đi. Rồi. Tao muốn đứng ngay cái chỗ đó. Đi xe máy có số ve luôn. Ve bằng chứng. Tới cái lúc đó ảnh cũng chưa nhận ra, đang nói chuyện với lại cái chị đó. Cái sau một lát ảnh ngẩng lên, cái ảnh giật bắn mình vậy nè. Ảnh cũng biết làm gì hết. Cái xong cái chị kế bên mới là ghê, đó là biết em, thấy em rồi xong rồi từ từ ngã đầu vô ảnh. Wow. Đây là trường hợp cố giành giật cho bằng được. Trời ơi, chị cho em nắm tay cái đi. Wow. Đây là trường hợp cố giành giật cho bằng được. Em nhìn cho đã, xong em nói kiểu như là kiểu, thì ra anh bỏ thì ra tôi là, không phải, tức là lúc đó cãi nhau, em là người muốn chia tay, ảnh gọi không được. Thì em nghĩ là cũng 2-3 ngày gì sẽ quê, ai ngờ tối hôm đó cái ổng không đi lại được với em. Là ổng đi lại với người cũ luôn. Mà phải tâm lý chung của đàn ông như vậy liền em. Thì em thấy không phải là con trai không đâu. Con gái cũng có, con gái cũng có, em từng thấy luôn. Em cũng thấy. Quang Bảo từng rơi vào một trường hợp như thế. Vậy là vẫn còn thương người ta đúng không? Là vẫn còn có tình cảm. Nhưng mà cứ tưởng là chỉ giận dỗi nhau vài ngày thôi, tại vì trước đó cũng giận dỗi chứ không phải là chia tay hẳn luôn. Ai dè đang xách giỏ đi tập, đang bước vô hồ bơi, thằng bạn thân của mình là học chung lớp với người yêu của mình, tự nhiên nói ủa hôm qua mày mới đón người yêu mày đi về hả? Không, hôm qua tao đâu có gì đâu, tao đang giận nhau mà. Cái ủa hôm qua tao thấy nhìn giống mày lắm. Cái nói là ồ wow, thật ra nhìn giống mình thì chỉ có gương mặt của người yêu cũ rồi đó thôi. Chứ mình bắt đầu lấy điện thoại lên gọi về nhà. Bác ơi cho con gặp bạn đó được không? Cái là bạn ấy đi rồi, con đang đi học rồi. Ủa vậy hả bác? Cái là ủa bác hình như ngày hôm qua là hình như là người yêu cũ của bạn ấy đón bạn ấy đúng không bác? Đúng rồi con. Với gọi hỏi luôn rồi trời. Đang chuẩn bị đi tập, huấn luyện viên vừa bước thầy hôm nay con mệt quá con đi về, bỏ đồ đi về luôn. Chạy thẳng lên trường gặp cho bằng được mà. Xong sau đó là chia tay luôn. Đi gặp xong sẽ làm gì? Thì nói chung là tại vì sao? Tại vì lúc đó là người ta đã từng nói với mình một cái điều là người ta sẽ hứa không bao giờ ngồi xe của một bất kỳ người ai khác ngoài chiếc xe của mình. Vậy em cũng tin đó hả? Vậy đó mà cuối cùng là người ta ngồi xe của người yêu cũ người ta. Thì cái cũ mà không phải cái mới đâu. Ngã ba đường. Thì nó cái cũ mà, là đi trước rồi, nó không mới đâu. À là đường quyền xài là đồ cũ hả? Nói nha. Hứa đi, bây giờ nói đi, về mặt các bạn nữ nói đi, đường quyền xài là đồ cũ đi. Có đường xài không? Dạ. Có được không? Tại vì đang phân tích câu của Bảo thôi, là bạn kia bạn vẫn có liên lõi được. Người ta sẽ hứa không bao giờ ngồi xe của một bất kỳ người ai khác. Không ngồi trên xe không của ngồi người xe mới. Của người mới, người nào khác thôi, còn xe này đã đi cũ rồi. Không quan tâm. Nói ra anh làm chương trình này đúng đó hả? Trường hợp gì anh cũng trải qua rồi. Và bây giờ là trường hợp tiếp theo thưa quý vị.